Thưa quý vị, đợt nắng nóng kỷ lục tại châu Á khiến nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao. Điều này cũng buộc các nước trong khu vực phải tăng cường mua nhiên liệu của Nga để đảm bảo nguồn cung năng lượng. Nắng nóng gay gắt gần như bao trùm toàn bộ châu Á và không có dấu hiệu thuyên giảm, nên nhiệt trung bình ở nhiều nước châu Á liên tục lập kỷ lục mới, điển hình là tại Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Lào phần lớn quốc gia trong khu vực đã trải qua cái nóng hơn 40 độ C trong tháng 4. Thậm chí, chỉ số nhiệt tại một số khu vực đã gần chạm ngưỡng nguy hiểm 54 độ C, tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. Đợt nắng nóng kỷ lục này khiến nhu cầu sử dụng năng lượng tăng cao. Các quốc gia châu Á đang cạnh tranh để đảm bảo nguồn cung than, khí đốt và dầu nhiên liệu. Để đảm bảo nguồn cung năng lượng, các nước này càng sẵn sàng mua nhiên liệu giá rẻ của Nga. Nguồn nhiên liệu ngày càng trở nên hấp dẫn do bị phương Tây áp giá trần. Để đối phó với thời tiết nắng nóng đang diễn ra, một số nước trong khu vực đã nhanh chóng đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn sức khỏe, đồng thời giảm chi phí sinh hoạt cho người dân như giảm giá điện, kêu gọi người dân tiết kiệm nước, cấm đốt nương rẫy, rút ngắn thời gian học tập, làm việc. Ông John Driscoll, giám đốc của công ty năng lượng JTD Energy Service, nhận định rằng nơi tồi tệ nhất giữa lúc nhiệt độ như thiêu đốt này là Nam Á, đặc biệt là những quốc gia nghèo như Pakistan hay Bangladesh. Khi bạn thậm chí còn không thể chăm lo những nhu cầu cơ bản của người dân, thì sẽ rất khó để quan tâm đến các vấn đề quốc tế. Ông nói thêm, Số liệu từ công ty Kapler cho thấy lượng than và khí đốt tự nhiên mà Nga xuất khẩu sang châu Á trong năm nay đã tăng rõ rệt. Than và khí đốt tự nhiên thường được dùng để sản xuất điện. Khối lượng than xuất khẩu đạt 7,46 triệu tấn trong tháng 4, cao hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Các lô hàng khí hóa lỏng LNG đến châu Á cũng tăng mạnh trong những tháng gần đây, khiến nhiều quốc gia nghèo ở châu Á không thể mua loại nhiên liệu này. Trong khi đó, sản lượng xuất khẩu đến châu Á của dầu mazut, một loại dầu rẻ hơn dùng để sản xuất điện, đã đạt đỉnh trong 2 tháng gần đây. Các chuyên gia ghi nhận rằng sức mua sẽ sớm tăng do El Nino gia tăng bất thường. Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia mua năng lượng của Nga nhiều nhất, còn Hàn Quốc cũng chiếm tới 15% nguồn cung. Theo bà Emily, chuyên gia tại công ty năng lượng Vortexa, Trung Đông gần đây cũng đã tăng cường mua dầu ma rút và có thể sẽ tiếp tục trong mùa hè. Theo bà, Bangladesh, Pakistan và Sri Lanka có thể sẽ nhập khẩu thêm dầu nhiên liệu của Nga để sản xuất điện. Trong tháng này Pakistan tuyên bố muốn thanh toán dầu nhập khẩu từ Nga bằng đồng nhân dân tệ. Quốc gia trên đã đặt một lô hàng dầu thô bằng nhân dân tệ, nhưng rất muốn có một thỏa thuận dài hạn để mua nhiên liệu từ Nga bằng đồng tiền của Trung Quốc. Theo ông Chris Wilkinson, chuyên gia về năng lượng tái tạo tại Restart Energy, ngay cả Nhật Bản, dù không muốn tăng nhập khẩu từ Nga, cũng có thể mở rộng mua trong giới hạn hợp đồng hiện có để tiết kiệm chi phí. Nhật Bản có thể xem xét mua thêm LNG từ Nga theo các hợp đồng dài hạn hiện có để tiết kiệm chi phí hơn so với mua trên thị trường giao ngay, ông giải thích. Việc nhiều quốc gia châu Á ngày càng tăng mua năng lượng của Nga, nhất là các nước nghèo cho thấy họ có thể chấp nhận nguy cơ làm mất lòng Mỹ để mua năng lượng giá rẻ. Có thể thấy châu Á ngày càng phụ thuộc vào năng lượng giá rẻ của Nga khi mà năm 2023 có thể là năm nóng nhất lịch sử. Khu vực châu Á đang xuất hiện hiện tượng thời tiết Endino và làm nhiệt độ tăng vọt ở nhiều nơi. Một số nước đã cảnh báo về tình trạng thiếu điện trong tháng này, trong khi Myanmar đang phải chật vật với tình trạng mất điện ngày càng trầm trọng. Xu hướng mua năng lượng Nga tại châu Á có thể tiếp tục trong mùa hè năm nay, khi Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ ngày càng cao hiện tượng Enino sẽ diễn ra trong vài tháng tới, làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao và có thể dẫn tới những kỷ lục nắng nóng mới. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO đánh giá khả năng Endino diễn ra vào cuối tháng 7 là 60% và cuối tháng 9 là 80%. Hiện tượng này sẽ dẫn tới sự thay đổi các hình thái thời tiết và khí hậu trên toàn thế giới. Ngoài ra, khí thải CO2 từ hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch đang giữ nhiệt trong khí quyển. Điều đó đang làm trái đất nóng lên và là nguyên nhân chính gây ra nhiều hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hơn, trong đó có các đợt nóng nắng nắng.